Vẽ loài hoa thối nhất Hà Nội. Em đến đây thì mọi người biết là hoa gì rồi đấy. Hoa sữa mọi người ơi. Đã thúi rồi lại còn vẽ khó, phải bật Vân một chùm để về vẽ đây. Chả biết sao mình có con bạn thích cái hoa sữa dã man, suốt ngày xem mấy bài viết về hoa sữa. Đó thì đợt vừa rồi thì nhờ mình vẽ một bức tranh về hoa sữa. Mình thường là mình không vẽ đâu, nhưng mà bạn mình cũng giúp cho mình một ít. Thế là mình phải giúp bạn lại bằng bức tranh hoa sữa vậy. Đòi hoa khác không đòi, đó đúng cái hoa khó hay là khó. Lại còn thối nữa chứ. Thực ra mình không dị ứng với hoa này làm đâu, thỉnh thoảng ngửi thấy thơm, nhưng mà vấn đề là ngay cạnh nhà mình có một cây hoa sữa rất là to, thế nên là thỉnh thoảng nó bị mùi nồng nặc lên, mình không thể chịu nổi. Hoa này nhìn kỹ thấy cái bông hoa nhìn như cái cánh quạt luôn, đúng là phải đứng cả chùm thì nó mới sinh, chứ để từng riêng từng bông thì chả sinh chút nào. Mà hoa này chắc là thối với khó hay sao ấy, mình tìm trên mạng các cái hình mẫu chả thấy luôn ý. Thế là mình phải tự túc vẽ như thế này đây. May mà cạnh nhà có cây hoa sữa nên nó vặt về để nhìn cấu tạo nó kỹ hơn. Tranh bé bé nên phải lồng một khung bé bé thôi, cái khung màu đen nhưng mà nó hơi bị cứng một tí, phải vẽ thêm vào cho xinh. Đã đến thời khắc mình gặp bạn mình đây, nó rất là mong chờ cái bức tranh hoa sữa này. Bây giờ mình vẽ đẹp thế, bức tranh đẹp ghê luôn, đúng là họa sĩ tài ba. Ở đây ta 5 tỷ tiếng chữa mũi, mà chả hiểu sao quả cà phê cũng ngay cạnh một cây hoa sữa luôn. À, nhức mũi.